Vậy còn người mà đi chung với anh đánh bọn cướp là ai vậy? Đó là thằng cò, bạn thân của anh. Nó rất là thương em gái của anh. Lần đó, trong một lần, anh bị bọn cướp truy sát. Chuyện kể rằng có một cậu bé khi nóng giận buồn bực thì rất hay đập phá đồ đạc trong nhà. Cha cậu đưa cho cậu một túi đinh và bảo khi còn cảm thấy bực mình, khó chịu thì hãy đóng một chiếc đinh vào cánh cửa gỗ. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa đã chi chích đinh. Nhưng sau đó cậu không thường đóng đinh nữa. Cha cậu lại bảo khi con làm được việc tốt, đem lại niềm vui cho người khác, thì hãy nhổ một chiếc đinh chỗ cánh cửa kia ra. Rất nhanh sau đó, toàn bộ số đinh được nhổ đi, nhưng còn lại trên đó là những lỗ thủng mà cậu bé không bao giờ xóa đi được, cũng giống như những tổn thương mà mình đã lỡ gây ra cho người khác. Cho dù mình có ân hận thì cũng không thể nào xóa đi được. Sau đó anh không còn gây sự với ai nữa. Thank you.
giữ mặt tao nghe mày. Nhớ mày, đừng để tao thấy mặt mày một lần nữa nghe chưa. Chạy đi mày, chạy đi mày, chạy đi, 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 chạy đi. Mẹ gọi điện thoại cho dì Châu, đưa con đi học nha. Con không đi học đâu. Sao vậy con? Con phải đi học chứ. Ở đây đã có mẹ lo cho ba rồi, con phải đi học. Một mình mẹ tự lo cho ba được. Không, lỡ con đi học ba chết thì sao? Con không có đi đâu hết á. Mày thấy công việc sao Thái? Tao đã nắm được các hoạt động của công ty rồi. Nói chung á, anh em làm việc nhiệt tình lắm. Đương nhiên rồi, không nhiệt tình mất việc sao mày? Về phía anh em trong công ty á, tao thấy ổn. Nhưng còn tụi lính bên ngoài á, tao thấy khó quản lý quá. Tụi nó hay giật giọc trộm cắp, làm nhiều lắm mày ơi. Thì mình kiếm cơm, phải để tụi nó kiếm cháo chứ mày. Nhưng nếu mày muốn quản lý mô hình theo cách hiện đại, đôi bên cũng có lợi á, thì không thể nào xảy ra chuyện này được. Nó sẽ làm cho mọi thứ phức tạp lắm. Người ngoài á nhìn vô sẽ nói chính công ty của mình tổ chức giật giọc, làm mất uy tín lắm. Anh Thái nói đúng anh Hải. Làm như vậy là mất uy tín với khách hàng. Chẳng những thế á, chính quyền còn nghi ngờ công ty mình làm chuyện phi pháp, rắc rối phức tạp lắm anh Hải. Chuyện đó để tao tính lại. Còn một chuyện nữa, không biết phải là bên công ty mình làm không? Chuyện gì? Giờ này gần đây tôi thấy chợ mình thường xuyên bán ma túy á. Cái gì? Ma túy hả? Ừ. Ma túy trong chợ của tao? Ừ. Bác à. Dạ. Tại sao lại có ma túy trong chợ của tao? Em nhớ, em quản lý kỹ lắm mà anh Hải. Mày quản lý tụi nó như vậy đó hả? Dạ. Anh Thái ơi, quan cho em, cứu em đi anh Thái. Để em điều tra lại chuyện này anh Thái ơi. Mày đi, đi mà điều tra liền cho tao. Đi. Dạ. Ma túy hả? Từ lúc thành lập công ty tới bây giờ, tao đã cấm tất cả nhân viên của tao đụng tới ma túy. Tao khẳng định với mày, chắc chắn là do cái tụi bên ngoài nó mang tới. Được rồi, để tao xử tụi nó. Nghe giọng mày, sao mày ghét ma túy dữ vậy? Không phải ghét, mà thù nó. Mày biết không, tao là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ. Ngoài thằng em của tao ra, tao không còn một ai thân thích. Cách đây 10 năm, lúc đó tao còn ở dưới quê lực, tao đã làm hết tất cả mọi chuyện, kiếm tiền và gửi tiền lên cho thằng em của tao. Nó học đại học. Có lần tao lên thành phố thăm nó, nhưng mà tao không gặp được nó. Tao hỏi ra thì mới biết nó bỏ học cả năm trời. Tao đi tìm nó, và tao đã phát hiện ra nó đã nghiện ma túy. Tao gửi nó vô trường cai nghiện, nhưng vì chịu không nổi với cơn hành hạ, vì thiếu thuốc nên nó bỏ trại mà trốn. Nó đi giật thuốc của tụi nó và bị tụi nó giết chết. Và cũng kể từ đó là một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời của tao. Khi ôm xác thằng em trong tay, tao đã thề là tao phát hiện thằng nào bán ma túy trong khu vực của tao, tao sẽ giết nó.
Đại ca ơi, đừng. Đừng lên. Mày còn gì để nói với tao nữa không ba gà? Giờ này mày còn đạo đức giả với tao nữa hả? Hả? Đứng lại mày. Anh Hải, tha cho em đi anh Hải. Tại sao mày làm như vậy? Tại sao mày dám bán ma túy trong khu vực của tao? Tao đã nói với mày ngay từ đầu, tao rất ghét ma túy. Tao rất ghét ma túy. Tại sao mày làm như vậy hả bác ạ? Anh Hải ơi, anh hãy tha cho em lần này đi anh Hải. Em lại anh Hải, em thề. Nếu mà em có bán một lần nữa, anh Hải giết em cũng được nữa. Đứng lên. Mày không còn cơ hội làm việc với tao nữa đâu ha. Giết mày hả? Giết mày hả? Giết mày hả? Mày chết đi. Tao đã nể tình mày là anh em, đã từng giàu sinh ra tử với tao để tao tha cho mày lần này. Nếu không tao đã giết mày rồi. Mày hiểu chưa? Hiểu chưa? Mày hiểu chưa? Hả? Từ nay mày cút ra khỏi cái chợ này cho tao. Đừng để tao thấy mặt mày. Nếu tao thấy mặt mày trong chợ của tao thì tao sẽ giết mày. Mày nghe chưa? Biết.